Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. AOE kết nối đam mê đối đầu với team AOE Tuấn DZ. Và đương nhiên trong trận đấu này thì không còn khoan nhượng gì nữa cả. Giải thưởng trước mặt rồi, tiền trước mặt rồi. Loạt vào nhà 18 một tôm, nhưng mà AC Rian quá đông quân đến từ game thủ 123 đứng quân là rất điếm trong tình huống này. Rồi, IS chạy đâu anh ơi? Né. B7E kia, chạy đi anh ơi. Quá khó dành cho bên phía các game thủ kết nối đam mê. Bên bạn một máy đấu cầm pai với đàn ép đời quá mắc bình đến từ game thủ Tuấn DZ. Và team kết nối đam mê chấp nhận chịu thua với tỷ số là 1-4 trong trận đấu tranh chức vô địch. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Như các bạn đã biết thì Upright Gaming Center thì cũng đã khai trương được một thời gian rồi. Và ở đây thì chúng tôi ngoài việc là phục vụ cho tất cả những người đam mê game có thể đến giao lưu chơi game ở quán, thì cũng có thể tạo một môi trường cho tất cả những anh em đam mê có thể cùng nhau tập hợp. Thì cái giải đấu lần này là một giải đấu dành cho cộng đồng AOE, và rất muốn mọi người có thể gắn kết với nhau, cộng đồng AOE gắn kết với nhau ở tại Upright Game Center này. Thì cái lý do đó là lý do vì sao chúng tôi tổ chức cái giải đấu AOE này. Và sắp tới thì chắc chắn là với sự hỗ trợ của Minh An thì chúng tôi sẽ tổ chức thêm rất nhiều những giải đấu khác nữa dành tặng cho tất cả các cộng đồng AOE, như là cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại hay là PUBG. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia và theo dõi các giải đấu lần này để ủng hộ cho Upright Game Center cũng như là Minh An. Thì cũng cảm ơn quán đã tổ chức giải phong trào cho anh em tham dự. Thì hôm nay cũng may mắn được vô địch thì cũng rất là vui. Để mong quán có thể tổ chức nhiều giải hơn thì anh em có thể tham dự. Quán thì khá rộng rãi và mát mẻ, thoáng, chơi khá là tốt. Cảm ơn các bạn có một câu hỏi rất hay, đó là đánh giá về trình độ của các game thủ tham gia cái giải AOE Thanh Trì Open 2020. Thì mình là caster Mai Siêu Phong. Hiện tại thì mình là tự do thôi, mình cũng không có biên chế ở clan nào cả. Ngày trước thì mình cũng có công tác tại clan AOE 6699. Thì ngày hôm nay rất may mắn khi mình được làm caster bình luận của giải đấu này. Thì là một giải đấu theo như ý kiến cá nhân của mình đánh giá thì là trình độ các game thủ là ngang bằng nhau, không có sự chênh lệch quá nhiều. Và đây là tầng lớp game thủ thuộc dạng đó là gần chuyên cũng như là gần đến bán chuyên. Và nó sẽ là một cái trong những cái giải đấu không thể thiếu được. Nó sẽ là cái động lực để thúc đẩy cái niềm đam mê đế chế và cái bộ môn AOE này phát triển rộng hơn nữa. Không chỉ ở cái khu vực ở Thanh Trì hay là Hà Đông mà là rộng hơn nữa là cả Hà Nội, thậm chí là cả nước mình. Và các game thủ đến đây thì đối với tinh thần đó là học hỏi, đam mê và hết mình với niềm đam mê AOE đế chế.